Xin kính chào quý thính giả đã đến với phần podcast số 25 trên kênh Bí ẩn Radio. Và mình là Tà Tư. Cũng được một thời gian rồi thì mình mới có dịp lên hình để trò chuyện, chia sẻ cùng với các bạn, cũng như cập nhật những cái điểm mới ở trên kênh dành cho quý thính giả. Có thể nói là thời gian vừa qua thì Bí ẩn Radio cũng có một số điểm mới các bạn ạ. Thứ nhất là sự xuất hiện của các tác giả mới để làm phong phú hơn cái nguồn truyện của kênh, như là sự xuất hiện của các tác giả bên cạnh những tác giả rất quen thuộc nhé, những tác giả quen thuộc ở trên kênh Bí ẩn Radio, bao gồm tác giả Trung Kiên, tác giả Nguyễn Nam nhà văn bố láo, tác giả Mạc Gia, tác giả Diễm Hằng, tác giả Huy Dùi, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thì gần đây thì Bí ẩn Radio cũng hợp tác với một số tác giả mới với những câu chuyện rất đa dạng và phong phú liên quan đến chủ đề làng quê hay là những câu chuyện ma có thật. Đó là tác giả Vương Quyền, tác giả Lâm Thành Thừa, tác giả Thiên Tường, tác giả Trần Trường và một số tác giả nữa. Có thể nói đây cũng là một trong những nỗ lực của Tà Tư trong việc đa dạng hóa hơn nữa nguồn truyện, cũng như là đa dạng hóa thêm các văn phong để cho các quý thính giả có thể phong phú hơn những cái câu chuyện các bạn nghe. Và thực tế cũng đã cho thấy rằng là lượt xem cũng như là lượt nghe ở trên kênh cũng đã có sự tăng trưởng. Điều đó cho thấy việc đa dạng hóa các cái nguồn truyện cũng là một đòi hỏi bức thiết và cũng đáp ứng được một phần nào đó nhu cầu của các bạn thính giả. Nếu mà các bạn để ý thì gần đây những cái content, những cái nội dung được các bạn quan tâm rất nhiều vẫn liên quan tới những chuyến đi trên đường, gặp các hiện tượng tâm linh huyền bí, như là con lộ ma ở Tiền Giang, ngã ba kinh hoàng ở Bắc Giang, rồi những cái chuyến đi lên Tây Bắc, hay là những câu chuyện liên quan tới địa điểm tâm linh, như là bệnh viện, như là trại tế bần, như là mua phải nhà ma, thuê phải nhà ma, những con hẻm con nhỏ ngõ, rồi những cái nghĩa trang, những cái bãi tha ma, những cái làng quê bị ma ám. Thì đây đều là những chủ đề mà các bạn rất quan tâm. Và không những thế mà bản thân mình cũng quan tâm. Bản thân mình rất tò mò với những câu chuyện như vậy, và mình đọc mình cũng hứng khởi hơn. Đó, nó cũng có hiệu quả các bạn ạ. Rồi một cái điểm mới thứ hai nữa là như các bạn thấy ở trên góc bên trái của màn hình, là mình có để một cái logo của kênh thứ hai của mình. Đó là kênh MC Tà Tư Chuyện Ma. Thì kênh này mình cũng mới khởi động lại thôi. Trước đó mình cũng đã dừng hoạt động một thời gian khá dài. Và khi mà hoạt động trở lại thì mình cũng đọc những câu chuyện cũng chưa bao giờ xuất hiện trên Bí ẩn Radio. Chủ yếu là các câu chuyện dài, những câu chuyện ma có thật. Hiện nay mình đang đọc một số dự án chuyện ma trên diễn đàn VOZ, những câu chuyện ma huyền thoại rất dài. Như là vừa rồi thì có đọc Duyên Âm, đọc Những Bóng Ma Trên Đường Hoàng Hoa Thám, hai câu chuyện khá nổi tiếng. Và sắp tới thì mình cũng đang tiến hành những cái bộ truyện mang tính huyền thoại, đó là Đạo Sĩ Tảm Mạn Kỳ. Mình đang đọc đến tập thứ 2 rồi. Một trong những chuyện ma bùa, thầy bùa phải nói là hay nhất trên diễn đàn VOZ. Rồi một số những bộ mà mình cũng dự định đọc, đó là bộ bộ quỷ mộ, bộ bộ gì nhỉ, mình không nhớ lắm, nhưng mà bộ đấy rất hay, chuyện chưa kể của người lính, chuyện ma có thật của một anh bộ đội đã từng đi chiến trường Campuchia, rất hay các bạn ạ, dài nữa, hy vọng sẽ có thời gian để hoàn thành những cái dự án này. Rồi Dòng Họ Tà Linh. Dòng Họ Tà Linh là một trong những
bộ truyện phải nói là mình chưa được tiếp cận với tác giả nhưng mà mình thấy nó hay lắm các bạn ạ. Nghe nó ma mị. Trước đây mình có nghe trên một kênh khác nhưng mà mình cũng ấp ủ mình có thể mình sẽ đọc lại. Rồi đây rồi, Ký sự chuyển mộ là một câu chuyện ma liên quan tới chuyện ma sông nước của một thuyền viên, được coi nhá, Ký sự chuyển mộ được coi là chuyện hay nhất trong tất cả các chuyện, thậm chí là tất cả các thể loại luôn. Chuyện ma VOZ thì có cả tiểu thuyết tình cảm, có cả những cái non-fiction, có nghĩa là viễn tưởng, hay là chuyện chuyện đời chuyện nghề, nhưng mà cái ký sự chuyển mộ ấy nó là thuộc thể loại chuyện ma, chuyện tâm linh. Thì ký sự chuyển mộ thì được coi là hay nhất ở trong trong chuyện chuyện ma đã đành rồi, lại còn hay nhất ở trong tất cả các thể loại chuyện khác ở trên diễn đàn VOZ, ở trong F17 chuyện trò linh tinh đó. Thì quỷ mộ cũng là một bộ hay, ký sự chuyển mộ cũng hay, dòng họ tà linh cũng hay, chuyện của chuyện ma của cựu binh người kể chuyện cũng rất hay và chân thật. Và mở đầu series này sẽ là thầy cúng làng tôi, đạo sĩ Tả Mạn Kỳ, ám ảnh mỗi khi về quê. Thì mình đang đọc đến quyển thứ hai rồi, cái tập thứ hai rất hay các bạn ạ. Một cái kể về cuộc đời của ông thầy mà đọc nghe nó xúc động. Ông ấy rất có tâm với một ngôi làng, mặc dù ông là người ngoại quốc nhưng mà ông ấy lại lại rất tài phép, và ông ấy giúp dân làng hóa giải rất nhiều những cái sự đe dọa từ các thế lực tâm linh, những con quỷ, con ác linh hóa quỷ. Thì một câu chuyện phải nói là tuyệt hay về thầy bùa thầy pháp. Gần đây thì mình có nhận được một số comment ý kiến động viên của các bạn thính giả. Bên cạnh đó thì cũng có một số lời trách cứ là tại sao cứ recap mãi thế, thì mình cũng xin được chia sẻ. Mình cũng cũng đã giải thích ở trong các phiên livestream rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nói thêm mà một chút nữa. Đó là chuyện đêm khuya là dành cho các bạn nghe để đi ngủ, tức là chỉ cần nghe giọng mình thôi là đi ngủ. Đấy, nên là mình cũng sẽ tổng hợp những cái câu chuyện cùng chủ đề để cho nó dài ra một tí, để phục vụ, đây cái này chỉ phục vụ đi ngủ thôi, nên là không phải là chuyện mới. Chuyện mới thì sẽ ra 21 giờ hàng ngày, tuy nhiên thì có những ngày ngày 21 giờ mình cũng phải recap, bởi vì mình cũng không thể đảm bảo được chắc chắn 365 ngày thì mình đều có 365 chuyện, nhưng mà chắc là cũng chỉ một năm chắc nghỉ độ như thế, độ khoảng tầm hai ba đợt thôi, cũng 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 không nhiều. Ví dụ như là mình đi du lịch hay là mình đi công tác chẳng hạn thì không không thể đọc được, thì recap lại để cho tránh mất cái lượng tương tác, cũng như là tránh cho cái việc các bạn nghe nó bị gián đoạn cái thói quen. Chỉ như vậy thôi, và mong các bạn sẽ ủng hộ cái hướng đi này. Đương nhiên là 21 giờ hàng ngày vẫn là chuyện mới và đều là những chuyện chọn lọc và chuyện mà Tả Từ rất là thích, thì mình hy vọng là cái gu của chúng ta sẽ giống nhau. Tả Từ thích thì các bạn chắc có lẽ là cũng thích. Đấy, thì ngày hôm nay có lẽ là chỉ tâm sự như vậy thôi. Lâu lâu trồi lên một chút để cho YouTube biết rằng ông Tả Từ ông vẫn hiện khuôn mặt lên, chứ không phải là chỉ đọc giọng không thôi mà không thấy mặt đâu. Và thứ hai là cũng muốn chia sẻ với các bạn thính giả để chúng ta có thể nắm bắt được những cái thông tin mới liên quan tới kênh. À, còn một tin vui nữa, đó là Bí ẩn Radio cùng thì cũng đã đang tiến dần tới cột mốc 70.000 người theo dõi. Hiện nay đang là khoảng gần 64.000 người đăng ký. Thì mình cũng đã để một cái kêu gọi ở trong phần giới thiệu về kênh, các bạn hãy subscribe để mình sớm đạt 70.000 lượt theo dõi. Thế thì hy vọng là cái cột mốc này sẽ sớm sớm hoàn thành, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái cột mốc nó lớn hơn, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có thể là sẽ có kỷ niệm offline hoặc là mini game gì đó, như thời gian vừa qua mình đã kỷ niệm 50.000 người subscribe cũng như 60.000 người subscribe, là cũng đã phát động một cái mini game, rồi cũng đã có cái buổi offline ở Hà Nội lần thứ hai, cũng rất là vui. Đấy. Hy vọng là chúng ta sẽ gắn bó với nhau được càng lâu càng tốt. Mình cũng đã hình thành thói quen đọc truyện hàng ngày để gửi tới các bạn, và rất cảm ơn các bạn hội viên hiện nay đang đăng ký trở thành hội viên của, tức là gọi là fan cứng đấy, của kênh Bí ẩn Radio. Thì mình sẽ đọc tên của các bạn hội viên nhé. Hiện nay là đang có bốn bạn thì phải, bốn bạn đăng ký làm hội viên của kênh Bí ẩn Radio.
đó là các bạn Trương Thành, là bạn fan cứng, đã đăng ký tham gia từ 19 ngày trước. Bạn Nghĩa Dơ là fan cứng 6 tháng trước. Wow, rất cảm ơn bạn Nghĩa. Bạn Giang Thế Hiếu là cách đây 1 tháng. Và bạn Tiến Nguyễn đăng ký làm fan cứng cách đây 4 tháng. Để mình giải thích một chút về cái hội viên này nhé. Hội viên này thì cũng rất đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ đăng ký hội viên. Và chúng ta sẽ đăng ký hội viên và sẽ mất một cái khoản phí rất là nhỏ đấy, khoảng 30.000 đồng một tháng để trở thành hội viên. Hội viên thì sẽ được nghe chuyện sớm các bạn ạ. Ví dụ như là 21 giờ hàng ngày ra chuyện mới thì các bạn có thể nghe sớm hơn độ khoảng vài tiếng đến nửa ngày. Thì nó cũng là một cái hình thức thôi, hình thức để động viên cho Tả Từ, để chúng ta có thể có những động lực. Ví dụ mình sẽ có động lực nhiều hơn để đọc chuyện nó hào hứng hơn, cũng như là cảm nhận được cái sự ủng hộ một cách thực chất, nó hiện hữu của các bạn. Đương nhiên là các bạn chỉ nghe chuyện của mình thôi là một sự ủng hộ rất lớn rồi. Và cái việc đăng ký hội viên này nó hoàn toàn tự nguyện, mình cũng chỉ thỉnh thoảng mình kêu gọi thôi. Còn lại thì các bạn cứ nghe chuyện, nghe kênh, vào kênh nghe chuyện, nó là sự ủng hộ rất lớn với Tả Từ rồi. Video đến đây cũng dài và mình xin được gửi lời cảm ơn trân trọng tới các bạn. Và nhớ hãy đăng ký cũng như giới thiệu cho các bạn khác nữa. Nếu mà muốn nghe chuyện ma, chuyện tâm linh, những câu chuyện bí ẩn trong đời sống, thì có thể giúp cho Tả Từ sớm đạt được 70.000 người đăng ký. Sau đó chúng ta sẽ hướng tới cột mốc lớn hơn, đó là 100.000 người đăng ký. Thì lúc đó chúng ta sẽ lại có những câu chuyện podcast tiếp theo để có thể chia sẻ nhau nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.